Quý vị và các bạn thân mến, cùng với sự phát triển của các đô thị hóa ngày càng nhanh chóng hơn, thì tốc độ rác thải của con người thải ra mỗi ngày ngày một nhiều hơn. Nhiều chất thải cũng đã diễn ra và làm cho đời sống của mình trở nên tồi tệ và ô nhiễm hơn rất là nhiều. Và khiến cho chúng ta bây giờ lại phải quay trở lại với câu chuyện là chúng ta phải tái chế để sử dụng những cái loại rác thải của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, từ tất cả mọi thứ mà chúng ta đang sử dụng. Thay vì chúng ta vứt ra ngoài để làm rác thải thì bây giờ chúng ta có thể tận dụng những cái nguồn nguyên vật liệu mà chúng ta có sẵn đó để làm mới lại và để làm ra những cái vật dụng mà chúng ta nó thực sự hữu ích cho cuộc sống của mình, mà bớt đi một cái nguồn rác thải đối với thiên nhiên, đúng không ạ? Dạ thưa quý vị, và rõ ràng rằng là trong cuộc sống hàng ngày của mình thì khi mà nhắc đến câu chuyện tái chế thì có rất là nhiều những cái món đồ mà ngay cả chị em phụ nữ của chúng ta cũng sẽ được tái chế lại từ những cái món đồ sử dụng hàng ngày, và tưởng chừng như là nếu như mà nó cũ, bị rách, bị mòn thì sẽ vứt đi. Nhưng mà nếu như mà chúng ta chỉ cần khéo léo một tí thôi hoặc là tinh tế một tí thôi thì chúng ta có thể chuyển đổi những cái món đồ đó thành những cái món đồ mới, chúng ta thường gọi là cũ người mới ta chẳng hạn, để có thể sử dụng lại những cái món đồ này với rất là nhiều những cái phong cách khác nhau. Dạ. Vâng, và ngoài những cái món đồ cũ người mới ta, giống như Phương Anh chia sẻ, như là đồ mình post lên mạng để thanh lý này, từ những chiếc đầm này, chiếc váy này, cho đến những cái chiếc túi xách nữa. Nhưng mà Khánh Phương nghĩ là không cần phải đợi đến cái việc mà mình phải thanh lý mua một chiếc túi xách mới thì mình mới có thể có được những chiếc túi xách đẹp đâu, mà chỉ cần mình có những cái mà mẹo vặt bỏ túi thôi thì mình có thể hô biến ngay những chiếc túi đang có sẵn trong tủ của mình từ cũ trở thành mới, rất là độc đáo và rất là đẹp nữa. Quả thật là một cái duyên khi mà trước khi mà chúng ta đến với cái câu chuyện này thì Hoài Anh với Phương Anh cũng đã trao đổi với nhau về những chiếc túi xách, đúng không nào? Khi mà cô ấy nói rằng cô ấy vừa mới order một số chiếc túi xách từ một cái trang web của nước ngoài, và chúng tôi cũng biết rằng là có lẽ rằng là sau Tết thì mọi người cũng muốn rằng là trong cái thời điểm này chúng ta không đi ra trung tâm thương mại để chúng ta shopping được, thì chúng ta order hàng ở trên mạng mang về cũng được. Và như Hoài Anh được biết thì chị tổ chức sản xuất của Hoài Anh cũng đã vừa mới order một cái chiếc túi, hình như cũng phải lên tới mấy chục triệu, đúng rồi. Thì mình thấy như vậy, mình là phụ nữ, mình cũng có một cái chút cái sự ganh tị ở trong con người đó, xong rồi lại có một cái chút xíu gì đó là mình thèm thuồng, mình muốn được như những người bạn của như mình, những người chị của mình. Chị khao khát một lần được chạm vào túi hiệu luôn. Em là khao khát, chị là thèm thuồng, chị dùng cái từ đó nghe nó bình dân hơn rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ làm sao khi mà mình thì điều kiện của mình nó không có, đúng không ạ? Rồi mỗi một ngày là nội như là cái việc mà tiền lương của mình thôi, thì là cơm, là bỉm, là sữa cho con. Bây giờ phải làm sao đây? Và thế là ngay lập tức chúng ta đã có ngay được một cái chuyên mục để mà giúp cho bản thân Hoài Anh, Khánh Phương hay là các chị em phụ nữ của chúng ta sẽ không phải quá là nặng lòng về cái việc là chúng ta muốn có một cái chiếc túi xách mới phải làm như thế nào, khi mà chúng ta có thể làm mới những cái túi xách đã cũ của mình. Và ai cũng có thể biết rằng một cái nghiên cứu mà đã được chia sẻ trước đây trong chương trình Nói Về Cuộc Sống của chúng tôi, khi mà đối với những cái loại mà phụ kiện liên quan đến phụ nữ, đặc biệt là đối với túi xách, thì 25% số phụ nữ được hỏi đã trả lời ngay rằng họ rất là hạnh phúc khi mua được một chiếc túi xách vừa ý. Rõ ràng rằng các chị em của chúng ta thích túi xách và không đơn thuần là chỉ thích mà thôi. Đây là một món đồ cần thiết đối với phái đẹp. Và chắc chắn là sẽ không có một cô gái nào có thể tự hào mình là một tín đồ thời trang mà lại không sở hữu ít nhất là khoảng từ 2 cho đến 3 chiếc túi xách, với rất nhiều những kiểu dáng khác nhau, phông dáng và màu sắc cũng khác nhau. Những chiếc túi xách có thể là cứu cánh cho cả bộ trang phục của chúng ta vào một ngày nếu như mà bạn lỡ mặc xấu ra đường. Một chút điểm nhấn tạo sự thu hút vào chiếc túi xách cũng làm cho bạn cảm thấy rằng là tự tin hơn rất nhiều. Và một trong những cái cách mà chúng ta có thể làm mới cái túi xách của mình đó chính là không thiếu được những cái mà món phụ kiện. Như Khánh Phương thì những cái chiếc túi xách ở nhà mình hay làm mới bằng cách là mua thêm những cái mà chiếc khăn để quấn vào trong cái tay cầm của cái túi á, thì sẽ làm cho chiếc túi của mình khoác lên một cái diện mạo mới, trông sáng sủa hơn. Với lại cái phần mà khăn này quấn vào trong cái tay cầm thì cũng hạn chế cái việc là mình sẽ làm dơ cái quai túi xách á, dẫn đến cái việc là mình sẽ có thể sử dụng cái túi này được bền hơn và đẹp hơn.
Thường thì những cái chiêu đó áp dụng với những túi hiệu. Chứ còn ví dụ như túi mà chị mua ở ngoài chợ thì nó chỉ có đôi 300 ngàn thì nó cũng không có quá cầu kỳ, bởi vì là mua về nó có bị sờn da hay là bị tróc vẫy đi chị thì ơi, em nó thấy cũng là không những có cái thấy túi rõ hiệu lắm. Mà ở chợ Đồng Xuân cũng có thể áp dụng được đó ạ. Thì chị cũng thấy rằng là cũng có rất là nhiều những cái mẹo để chị em phụ nữ của chúng ta có thể làm mới cái chiếc túi xách của mình, không phải chỉ là những chiếc khăn đâu, mà đôi khi là những cái móc khóa hoặc là chúng ta có thể đính thêm, dán thêm với những cái chiếc túi mà vô tình mà nó bị bong hoặc nó bị xước ở một điểm nào đó, thì có rất là nhiều chị em họ có thể đi mua những cái miếng dán sticker ở phía bên ngoài và người ta dán về, và ai mà lại có thêm hoa tay nữa thì lại vẽ thêm màu nước đúng vào rồi. Nó có rất là nhiều kiểu, và kể cả mà chúng ta thấy là hàng Louis Vuitton hay là Hermès cũng có rất là nhiều những cái túi mà nó rất là ngẫu hứng, ngẫu hứng với những cái đúng rồi sticker hay là những cái nét vẽ, đôi khi mình nhìn thấy nó rất là nguệt ngoạc nhưng mà giá của nó lên đến hàng nghìn đô, đúng không ạ? Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu như những cô nàng mà cá tính một tí thì có thể là sử dụng những cái phụ kiện như là đinh tán chẳng hạn, có thể làm mới chiếc túi xách của mình. Và thường đi ra những cái ngoài mà khu vực mà bán những cái hàng phụ liệu may mặc á, chúng ta chỉ là lượn một vòng thôi mà có thể tìm được rất là nhiều những cái phụ liệu khác nhau để có thể tân trang lại những chiếc túi xách, rất là nhiều những kích cỡ, từ những cái chiếc túi rất là bé cho đến những cái chiếc túi to hơn một tí cũng có. Và với những cái cô nàng nào mà cá tính một tí hoặc là khéo léo một tí, chúng ta có thể may lên chiếc túi xách của mình ở những cái hình dáng, những cái kiểu dáng khác nhau để có thể tân trang là chiếc túi xách. Và song không phải lúc nào thì chúng ta cũng sẽ chọn được một cái chiếc túi phù hợp, hay là không phải ai cũng sẽ đủ năng lực để mua tất cả những cái chiếc túi này. Và với những cái chiếc túi xách để làm mới chúng thì chúng ta có thể hiểu chúng theo hai cách. Cách thứ nhất là chính tạo ra cái sự biến đổi về những cái chiếc túi xách thân thuộc được lột xác thành những cái kiểu dáng mới mẻ, hợp thời hơn. Cách thứ hai là chúng ta làm mới túi xách, tức là mang lại sức sống trở lại với những chiếc túi đã cũ, trả lại vẻ đẹp vốn có của chúng như lúc chúng mới được mua về. Và ở cách đầu tiên là tạo ra sự biến đổi mới mẻ thì điều này không quá là khó khăn so với suy nghĩ của chúng ta. Với một chiếc túi hàng ngày để khoác lên một cái diện mạo mới thì giống như Hoài Anh và Khánh Phương cũng như Phương Anh đã chia sẻ, thì chỉ cần chúng ta thêm phụ kiện, chúng ta thắt thêm, chúng ta đính thêm vào cái chiếc túi của mình, nó cũng đã thay đổi rồi. Và có thể nói rằng với những cái chiếc túi mà nó mộc mạc, nó cũng có thể trở nên cá tính hoặc là nữ tính hơn rất là nhiều nếu như mà chúng ta biết cách để mà phối hợp. Và hơn hết là nếu như mà chúng ta chọn làm mới theo cách này thì điều quan trọng đó chính là đòi hỏi là sự khéo léo, cũng như là có một cái tí gu thời trang thẩm mỹ, là một chút tinh ý kém sáng tạo của các chị em. Sẽ không có một quy chuẩn hay là một công thức cố định cho một chiếc túi đẹp, điều này hoàn toàn sẽ phụ thuộc vào bản thân của người sử dụng chiếc túi này. Vì thế là nên đừng đòi hỏi vì sao cũng là chiếc túi giống nhau đi với mỗi người lại có một cái sức hút theo những kiểu rất là riêng biệt. Đó là ở cái cách đầu tiên, còn ở cách thứ hai là cái cách mà chúng ta làm mới túi, trả lại cái sự mà đẹp đẽ vốn có như lúc mà chúng ta mới đem nó từ cửa hàng về, thì nó liên quan rất là nhiều đến cái việc mà chúng ta phải bảo quản nó. Nhất là trong những ngày mà mùa đông ẩm mốc như thế này thì chúng ta phải cần có những cái túi hút ẩm á. Ở nhà em ấy thì thường em sẽ sưu tập những cái túi hút ẩm á, em cho vào trong cái tủ mà chuyên để túi và giày của em á, tránh trường hợp là khi mà mình đi ở bên ngoài á, có những cái mà giọt bắn nó không được sạch sẽ lắm, nó rơi vào trong túi của mình hay là văng lên trong giày của mình, thì khi mà mình để trong tủ đó, môi trường thiếu ánh sáng này, ẩm mốc nhiều trong cái thời tiết nồm ẩm như hiện nay thì rất là dễ nó lên những cái mốc xanh, mốc đỏ. Vì thế mà cái cách bảo quản cũng rất là quan trọng. Chúng ta có một cái câu là của bền tại người, mà mình có một cái kích thước bảo quản tốt này thì cho dù cái túi mình đã mua 2 năm, 3 năm chăng nữa thì dùng nó vẫn rất là mới. Với Khánh Phương thì là của bền thật, với cái cách mà em chia sẻ thì chị thấy vậy, nhưng mà với chị thì không sao, túi nhà của chị có điều kiện đâu, không cần túi bền chị nó hay à. bị da, nó cứ hay bị bong với bị tróc ra rất là nhiều luôn á, và mình tới lúc đó khi mà mình chỉ nhìn như vậy thôi mình cũng chán, bởi vì chị thấy rằng là với kể cả những chiếc túi mà mình mua có là 3 triệu hay là kể cả chục triệu nó vẫn bị cái tình trạng như đúng vậy rồi. Có thể là do điều kiện thời tiết ở miền Bắc nó ẩm, độ ẩm nó quá cao, chính vì vậy mà cho đến
bây giờ thì bắt đầu là chị cảm thấy là không cần thiết mình cứ phải là mua những cái mặt hàng mà nó có giá trị cao. Đôi khi mình chỉ mua những cái món đồ bình thường thôi, nhưng mà mình có thể biến tấu thêm một chút. Thì nó tùy thuộc vào cái khả năng sử dụng cũng như cái công năng sử dụng của nó đối với mình. Và mình thích thì mình thêm thắt một chút, thì mình cũng không có ngại quá rằng là nó sẽ bị hỏng cái lớp da ở bên ngoài hay không, như là những cái món đồ mà nó đắt tiền thì mình lại phải tiếc. Dạ vâng, và nói đến quá trình mà bảo quản túi xách thì không phải chỉ đến khi mà nó hư hay là nó bị bong tróc, bị ngã ốm màu thì chúng ta mới bảo quản nó đâu. Mà Phương Anh nghĩ rằng là khi mà mỗi ngày chúng ta sử dụng những chiếc túi xách như thế này, chúng ta chỉ cần khi mà về nhà lấy một chiếc khăn ướt lau sơ qua là chúng ta có lại một cái chiếc túi mới y như là lúc đầu. Và nếu như mà chúng ta hình dung tới việc là chúng ta phải mất một số tiền không hề nhỏ để sở hữu được những chiếc túi yêu thích, tuy nhiên thì qua quá trình thời gian sử dụng lâu ngày khiến cho món phụ kiện này dù là đắt tiền đi chăng nữa thì có thể là sẽ bị xuống cấp, ngã màu hoặc là bị bong tróc, sẽ vô cùng tiếc nuối. Và nếu như mà gặp phải những trường hợp này thì chúng ta cũng đừng nên vội vứt đi, vì vẫn có những cách để chúng ta có thể hô biến chiếc túi trở lại như mới ngay tại nhà với những bước chỉ cực kỳ đơn giản mà thôi. Và là một trong những cái mà vật liệu hàng đầu để tạo ra những cái chiếc túi xách đẹp và sang thì chúng ta không thể nào không kể đến, đó chính là chất liệu da. Tuy nhiên thì Khánh Phương thấy là có rất là nhiều những người bạn của Khánh Phương mua những cái chiếc túi hàng hiệu, những chiếc túi da thật về nhà, nhưng mà dùng một thời gian thì cũng giống như chị Hoàng chia sẻ ấy, nó bị bong cái lớp da, nó bị rột cái lớp da ở phía trên lên ấy, cho nên vì thế mà lại không có biết cái cách bảo quản. Mua túi xịn về, túi da thật về, nhưng mà rốt cuộc chỉ trà xài được một cái thời gian ngắn, mình không khai thác được đúng cái hiệu quả, đúng với lại cái số tiền mà mình đã bỏ ra một chiếc túi đó. Thì ngay sau đây chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị một trong những cái mẹo nhỏ để quý vị có thể bảo quản những chiếc túi da. Và như lúc nãy là chúng ta đã nói là sau khi mà chúng ta ở ngoài đường chúng ta đi về thì tốt nhất là chúng ta nên dùng một cái chiếc khăn ẩm để chúng ta lau qua cái bề mặt của chiếc túi, thì để tránh những cái vết bẩn mà nó bị bám vào lâu ngày thì nó sẽ khó để mà có thể làm mới trở lại. Tuy nhiên thì lau như thế nào cũng là một cái cách. Rất là nhiều người bảo lau thì cứ lau thôi và cứ thế là cứ lau ngang, nhưng mà lau ngang thì nó sẽ làm mất đi những cái sớ của da nếu như mà đó là da thật, còn nếu như mà là da giả thì nó sẽ làm mòn luôn. Nó sẽ làm mòn luôn cái lớp da đó và nó sẽ làm mất đi cái độ bóng tự nhiên. Chính vì vậy cho nên là cũng là lau bằng khăn ẩm, nhưng mà chúng ta tốt nhất là nên lau theo chiều dọc, lau từ trên xuống dưới. Và đặc biệt là với những cái loại mà nó lại còn có lông liếc nữa thì nó sẽ không có bị xoắn lông, hoặc là sẽ không có bị lông nó sẽ hướng ra tán loạn ra đủ thứ hướng. Dạ vâng, và đối với những chiếc túi da khi mà chúng ta lau qua những chiếc túi này, chúng ta cũng cần một điều lưu ý là không nên dùng hóa chất khi mà sử dụng khăn lau. Và lưu ý trong cách làm sạch túi xách da, chị em nên nhớ đó là không dùng các loại khăn giấy có hóa chất để có thể lau túi. Nhiều chị em thường có thói quen sử dụng khăn ướt để làm sạch những cái túi xách da. Tuy nhiên thì trong các khăn giấy ướt này có chứa rất nhiều những hóa chất, rất dễ khiến túi da bị phai màu, lớp da thì bị khô đi, nhăn nheo. Vì vậy tốt nhất thì bạn chỉ nên dùng một cái khăn ẩm một tí bình thường, có thể pha thêm một ít xà phòng loãng để có thể làm sạch túi da. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái mẹo nữa rất là hay, đó là lấy một ít xà phòng hoặc là dầu gội dưỡng ẩm, loại có tính tẩy nhẹ. Chúng ta sẽ lấy ra một cái lượng vừa đủ thôi quý vị, xong sau đó sẽ thoa lên một góc của chiếc khăn ẩm, rồi chà nhẹ theo cái chiều thẳng đứng như chị Hoàng chia sẻ đấy, để tạo một cái độ bọt và từ đó tẩy những cái chất mà dơ bẩn bám trên bề mặt túi. Dùng lớp bọt này để thoa đều lên trên bề mặt da thật là nhẹ nhàng, sau đó thì chúng ta sẽ dùng khăn khô để lau lại. Sau khi da đã khô, chúng ta sẽ thoa thêm một ít dầu xả trực tiếp lên da, tiếp tục chà nhẹ và để làm tăng độ sáng bóng. Lau sạch lớp dầu xả bằng khăn khô. Với các lớp vết bẩn trên vải hoặc là quần áo bằng da, chúng ta có thể nhúng một miếng vải cô tông vào dung dịch cồn, sau đó lau lên bề mặt da cho đến khi vết bẩn biến mất hoàn toàn. Và những cái cách thức này thì cũng không quá phức tạp. Với những vết mực bám trên bề mặt túi, để đối phó với những vết như là dầu mỡ, chúng ta chỉ cần thực hiện thêm một cái cách rất đơn giản, đó là khi trót làm dính những cái vết dầu mỡ lên trên bề mặt túi, chúng ta có thể tự làm sạch bằng cách pha nước rửa bát có chiết xuất từ chanh với nước cọ nồi xung quanh những cái khu vực mà bị bẩn, thì quý vị sẽ thấy là một cái hiệu quả rất là rõ rệt. Và với những cái túi da mà bị mốc
bị ố thì mẹo tẩy sạch của chúng ta là sử dụng giấm ăn hoặc là cồn pha loãng với nước ấm, dùng vải mịn để nhúng vào các dung dịch trên rồi lau nhẹ lên trên bề mặt của túi và để khô tự nhiên. Ngoài ra cũng có thể sử dụng một mảnh vải khô thấm một chút dầu thông và chà vào phần da bị nấm mốc cũng sẽ diệt được mốc một cách dễ dàng và hiệu quả. Và cũng sẽ có một cái số lưu ý nha nhỏ trước khi mà chúng ta bắt đầu thực hiện việc tẩy rửa ở trên bề mặt của túi da. Tốt nhất là nên thử trước một mảng nhỏ ở vị trí mà khó nhìn thấy để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Và chúng ta đợi phản ứng trong vòng một vài phút. Nếu thấy sản phẩm không bị loang hay là bị ốm màu thì chúng ta sẽ thực hiện tiếp những công đoạn còn lại. Sau khi tẩy rửa những chiếc túi, chúng ta cũng nên sử dụng những cái loại giấy hút ẩm để có thể lau nhẹ trên bề mặt để da được hút bớt nước. Sau đó thì để cho cái lớp da này khô một cách tự nhiên. Thông thường thì túi da hay là các sản phẩm được làm từ da càng dùng lâu thì da sẽ có một cái độ sáng bóng nhất định. Tuy nhiên thì để có một chiếc túi cặp bóng đều và đẹp thì chúng ta cần phải kết hợp với việc đánh bóng và chăm sóc da đúng cách. Chúng ta có thể bôi kem dưỡng da để giữ ẩm cho túi da luôn được mềm mại, mịn màng, không bị nứt nẻ và càng nhanh bóng hơn. Và cố gắng đừng để những cái chiếc túi da của mình ở những nơi ẩm ướt, chú ý thời tiết, tránh để cặp dính mưa, mua túi plastic để đề phòng khi trời mưa bất chợt. Và nếu thấy cặp có dấu hiệu bị phồng rộp, bong tróc, lập tức đưa đến các cửa hàng có dịch vụ bảo dưỡng đồ da chuyên dụng để phục hồi, tránh để tình trạng trở nên nghiêm trọng và không thể hồi phục được. Và bên cạnh đó, nếu như mà trong một khoảng thời gian dài chúng ta không sử dụng đến cái chiếc túi của mình, chúng ta cũng nên là cho những cái giấy xốp vào ở bên trong túi da để có thể giữ được cái form dáng của túi chúng ta trở nên bền đẹp hơn. Và qua rất là nhiều những cái chia sẻ cũng như là những cái mẹo nhỏ vừa rồi thì chúng tôi mong rằng là đối với các chị em phụ nữ hay là cánh mày râu cũng sẽ có khi đôi khi là chúng ta phải sử dụng những cái chiếc túi da, sẽ có những cái cách để giúp chúng ta bảo quản cho chiếc túi da của mình trở nên bền đẹp hơn.